Hàng về tối ngày 18 tháng 2 năm 2022 các bác nhá. Đây, bạt ngàn, la liệt luôn ạ. Châu Thái này, hàng bóc, hàng thuần chậu nhá. Sơn Thủy Tiên, hàng đang sưng nụ. Cô Ki này, nhạn VIP này, nhạn va này. Denzo này là Denzo nắng của nhà em nhé. Hàng này là hàng cây giống. Đây, toàn bộ những cái mặt hàng hôm nay em sẽ lên chia sẻ cùng cả nhà đây ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan của nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và cái số điện thoại trên nó cũng là cái số Zalo liên lạc của nhà em. Đây. Tối ngày hôm nay thì em sẽ lên cả cái hàng em đang xả và những cái mặt hàng mới nó vừa về nhá. Đây, ngay sau đây thì em sẽ đi lên chi tiết từng cái loại một này. Em cập bến thêm được một cái lô châu Thái bóc mới này. Hàng này nó hơi lỗi lá một tẹo. Thế nhưng mà để bù lại này, các bác nhìn cho em này. Lá nó to dày nhá. Cầm chắc nịch luôn. Cái giá hàng đợt này về thì nó có hơi biến động một chút. 340.000 1 kg. Hàng đợt này em có cả hàng cây to cây bé nhá. Có loại 2 cây 1 cân, 2 3 cây 1 cân hoặc là các bác thích cây giống thì em có cả loại 8 đến 12 cây 1 cân nhá. Cái lô này thì chủ yếu em có cái mặt hoa này này. Cam này. Một số 1 là màu cam nhá. Một số 2 đây. Một số 2 là màu đỏ này. Đỏ đậm như này nhá. Đỏ này nó là đỏ tươi đấy ạ. Màu số 3 là màu hồng cánh sen. Em lấy cho mọi người xem cái màu cánh sen. Đây, màu cánh sen này. Màu số 4. Đốm này là đốm bò sữa nhá. Đây ạ. Có 4 màu và em có một ít. Chỗ này chắc là em chỉ có tầm một chục cân màu trắng thôi, nên là bác nào mà nhanh tay thì có nhá. Chỉ có đúng một chục cân màu trắng thôi, không có nhiều ạ. 340.000 1 kg, hàng không bao ship. Trong trường hợp mà các bác lấy số lượng nhiều thì em sẽ hỗ trợ ship cho mọi người nhé. Và lưu ý lại thêm các bác một lần cuối cùng là hàng này nó là hàng hơi lỗi lá. Chứ cây không phải là 100% cây nào cũng đẹp mướt mát như thế này nhé. Nó sẽ có cây nó hơi bị cắt lá một chút này, hoặc là nó bị bỏ lá chân nhé. Đó. Nhiều lắm mọi người ơi, bạt ngàn luôn. Đây này. Mà thùng nhà em còn chưa dỡ hết nhá. Đây là mua sỉ mua lẻ, mình cứ liên hệ trực tiếp qua cái số em ghi mà trên màn hình giúp em. Hồ điệp đại cắt cành, hàng thanh lý các bác nhá. Đây, hôm nay em xả cho các bác một cái lô này. Một combo 5 cốc như thế này này. Với giá là 250.000 nhá. Hàng này là hàng khủng long đấy ạ. Lá to này. Lá mít to như bàn tay nhá. Size này là size 3.8 của em. Cây thì nó hơi bị lỗi lá một chút nhá, cho nên em thanh lý cái giá này. Cái dòng này thì cái cần hoa của nó, cái thứ nhất là nó dài này, nó cao. Cái thứ hai là một cái cần hoa của nó rất là nhiều bông nhá, nó phải trên 20 bông ạ. Đây. Hàng này đủ màu cho các bác lựa chọn luôn. Đó. Đây này mọi người nhìn cho em này. Rễ các thứ này, nó rất là khỏe cây nhá. Hàng này nó là hàng hồ điệp Đài Loan trồng tại Việt Nam, giống Đài Loan trồng tại Việt Nam nhá. Cây khỏe này. Cái này thì nó là có cây thì nó bị cắt lá, có cây thì nó bị rách lá nhá. Còn không có cây nào bị thối, bảo hành cho các bác luôn. 250.000 một combo 5 cốc. Hàng không bao ship các bác nhá. Nên là mọi người vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship và mỗi một đơn hàng. Hoặc là trong trường hợp các bác mua nhiều thì em sẽ bao ship cho các bác. Dòng này là dòng hai ngồng hoa đấy ạ. Cây to đại tướng luôn. Trầm rồng đỏ, hàng siêu nụ của nhà em. Vừa cập bến được cái lô này nhá. Siêu đẹp luôn các bác ơi. Này, nụ nó bắn ra này. Như pháo, như đạn luôn. Đó. Trầm rồng đỏ này thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi. Là màu đỏ hồng nhá. Đỏ hồng như thế này. Và cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ thơm và bền. Các bác chơi rồng đỏ thì mình biết rồi ạ. Hoa của nó sẽ kéo dài tầm trên một tháng nhé. Hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác một combo 2 chậu. Bao gồm một chậu 2 thân và một chậu 3 thân.
với giá là 300.000 nhá. Đây em lấy cho mọi người xem chậu hai thân này. Như thế này này. Một chậu hai thân và một chậu ba thân. 300.000. Hàng 100% đang có nụ. Và chậu nào cũng đang lên mầm gốc này. Đó. Chỉ lưu ý với các bác một cái điều nho nhỏ là cái hàng ba thân đấy ạ, bao giờ nó cũng sẽ ngắn hơn cái hàng hai thân một chút nhá. Và trong một chậu, kể cả hai thân hay ba thân, thì nó sẽ có một thân nó ngắn hơn cái thân kia, chứ không thể nào đều đều nhau được nhá. Đây, mọi người nhìn cho em này. Đẹp chưa? Thêm một cái điều nữa là như là chậu hai thân hay chậu ba thân đấy ạ, bao giờ nó cũng sẽ có mầm gốc là đúng rồi nhá. Nhưng mà ví dụ như là chậu hai thân thì nó sẽ đi kèm theo hai cái mầm gốc, chứ không thể nào mà chậu hai thân mà nó đi thêm 4-5 cái mầm gốc được các bác nhá. Đây. Hàng ươm ki chuẩn mặt hoa. Hoa siêu thơm siêu bền này. Tiếp theo nó là cái lô nhạn va của nhà em nhá. Hàng hoa vàng lưỡi trắng đây. Giá cực kỳ mềm, mềm như bún luôn ạ. Đây mọi người nhìn này. Hàng này bảo hành mặt hoa tuyệt đối cho các bác nhá. Em sẽ cho mọi người xem cái mặt hoa nó nở thực tế tại nhà em. Đây. Đẹp chưa? Cái màu này nó sáng, nó không phải là cái màu vàng xỉn xỉn đâu các bác nhá. Vàng này dạng vàng tỏa nắng luôn. Mà hoa cực kỳ thơm và bền. Các bác nào chơi nhạn thì mình biết rồi, cái riêng nói về cái dòng nhạn thì hoa nó thơm lắm. Mà rất là bền nhá. Hôm nay thì em về được hai cái size cây của cái dòng nhạn này. Cây nhỏ và cây lớn. Đây, như cái dòng cây ngắn này này. Cây ngắn này nhá. Có giá là 430.000. Hàng cây ngắn này. Và một cái hàng cây nó dài, nó trưởng cây hơn. Đây. Đây ạ. Cái dòng cây dài to này này. Nó có giá là 500.000 nhá. Đây, 500.000 một cây. Nó sẽ được nhiều hơn mấy cặp lá đấy ạ. Và những cái hàng này các bác lưu ý cho em này. Khi mà mọi người mua lẻ 1-2 cây thì vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship. Trong trường hợp các bác mua số lượng nhiều thì mọi người sẽ được hưởng giá ưu đãi nhá. Cứ nhớ cho em này, dòng này là dòng nhạn va, hoa vàng lưỡi trắng. Em bảo hành mặt hoa tuyệt đối cho các bác. Và hàng này nó là hàng nhạn Thái, cấy mô Thái nhá. Cho nên là hoa sẽ nở rải rác tầm từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch ạ. Đó. Đẹp vô cùng luôn. Mọi người nghe rõ giá cho em nhé. Là cái hàng nhạn đột biến này này. Bên nhà em có hai mức giá. Một loại cây ngắn là 430.000. Và loại cây dài như em đang cầm trên tay này là 500.000 nhé. Để tránh cái sự nhầm lẫn đấy ạ. Và mua càng nhiều thì giá càng rẻ nhé. Lô nhạn VIP 4 nò của nhà em vừa cập bến đây các bác nhé. Mọi người nhìn đẹp chưa? Đều tăm tắp luôn đấy ạ. Đây. Một con như thế này em đang bán giá lẻ là 350.000. Trong trường hợp các bác lấy từ hai con trở lên thì giá nó chỉ còn là 650.000 thôi ạ. Nghĩa là mọi người mua một combo hai chậu ấy ạ, nó sẽ rẻ được hẳn 50.000 nhá. Mặt bông của nhạn này. Nhạn Thái này thì hoa của nó sẽ nở rải rác từ tháng 4 đến tầm tháng 10 dương. Mà chủ yếu ấy ạ, cái như em theo dõi cái lô nhạn này này, năm ngoái nó thường nở ở nhà em là rơi vào tầm tháng 7. Tầm tháng 7 dương lịch mọi người nhá. Đây. Nhạn này là nhạn Thái nhá các bác nhá. Hàng nhạn VIP 4 nò. Cây này mọi người nhìn đẹp chưa? Hàng lá mít xếp nhá. Và trung bình một cây nó dao động từ 2, 4, 6, 7 cặp lá đổ lên nhá. Từ 7 cặp lá đổ lên. Và mọi người phải lưu ý cho em, tính từ cái cặp lá, từ cái lá con cuối cùng nhá, ở dưới chân nhá. Đó. Hàng này nó là hàng thuần năm thứ 5, bước sang năm thứ 6 rồi. Về bây giờ các bác chỉ việc làm móc treo lên chơi thôi. Hoặc là mình muốn trồng một chậu nhạn to ấy ạ, thì các bác cứ xếp nguyên như này vào chậu nhá. Đây mọi người nhìn cây nó đẹp lắm. Trên này đây này.
Hàng này em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác nhé, không có một vết xước luôn ạ. Đó. Đây. Nhiều bác hỏi em là cái dòng này có dễ chơi không? Thì thực tế á, là tất cả những cái loài hoa lan mà nó đều đã thuần rồi thì nó cực kỳ dễ chăm nhá. Mọi người cứ tránh cho em nước mưa và tưới nước thì mình cố gắng tưới phần gốc thôi. Cái phần trên thân trên lá này thì các bác chỉ lướt nhẹ qua thôi, gọi là mình rửa nhẹ qua thôi nhá. Cố gắng đừng để nước có đọng quá nhiều ở kẽ lá là được. Đơn cam thái của nhà em hôm nay được lên dàn rồi đây các bác nhá. Đẹp chưa? Trời ơi, 100% thân tơ tít luôn này. Đây cho các bác chiêm ngưỡng luôn cái mặt bông nó nở thực tế tại vườn nhà em năm ngoái. Cái màu bông nó đúng như cái tên gọi luôn nhá. Và cái dòng đơn cam này thì nó là cái dòng hoa cánh sáp nên là hoa của nó rất là bền, mọi người chơi từ 2 tháng đến trên 2 tháng cho em. Và cái dòng hoa đơn cam thái này thì nó có mùi thơm rất là đậm nhá. Thơm đúng như cái mùi kẹo cam ấy ạ. Đây. Ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo đơn cam thái gồm hai bảng như thế này với giá là 250.000 mọi người nhé. 250.000 là cái giá chưa bao gồm phí vận chuyển đâu ạ. Nên là các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship vào mỗi một đơn hàng. Trong trường hợp mọi người mua số lượng nhiều thì các bác sẽ được nhận cái giá ưu đãi hơn nhé. Và để nói về cái dòng đơn cam này thì nó thuộc cái dòng thân thòng. Hiện tại bây giờ chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Thì đối với tất cả các loại thân thòng khi mà chuẩn bị ra hoa thì nó sẽ phải vàng lá, vàng hết lá và rụng hết lá rồi nó mới cho hoa nhá. Để tránh trường hợp khi mà các bác nhận hàng, mọi người lại thắc mắc là sao cái lá nó vàng như này, cây nó lại như thế này. Mọi người yên tâm nhá, vàng này nó phải xuống hết lá thì nó mới cho hoa chứ không phải vàng bệnh. Đây ạ, đẹp lắm. Bảng của nhà em nó cực kỳ dày thân nhá. Đây này, em lấy bất ưng một bảng thôi. Nó phải từ 12 thân đổ lên, 12 thân đổ lên nhá. Thân ngắn, thân dài xen kẽ và 100% của nó là thân hoa, không có thân già. Đây. Trong trường hợp khi mà các bác mua một đơn hàng, những cái đơn hàng, những cái mặt hàng khác như kiểu là đai châu với nhạn của nhà em rồi ấy, mà mọi người muốn gộp đơn một bảng đơn cam này để sưu tầm thì giá của một bảng này là 150.000 các bác nhá. Đây. Đẹp dã man luôn. Lô đen dấu nắng, hàng cây giống nó vừa cập bến các bác này. Đẹp chưa? Đó. Cái hàng đen dấu này của nhà em thì nó có đủ màu nhá. Đây là cái bảng màu của nó này. Đẹp lắm. Đen dâu nắng thì nó ra hoa quanh năm, nó không như cái hàng đen dâu xuân. Đen dâu xuân thì nó chỉ ra mùa xuân thôi. Còn cái dòng nắng này thì nó ra quanh năm cho mọi người nhá. Mà mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Đây hôm nay em sẽ bán cho các bác một combo 10 cái cốc như thế này với giá là 150.000 nhá. Đây này. Combo 10 cốc. Em cắm tạm vào cái chậu này cho các bác dễ hình dung nhá. Cứ 10 cốc là 150.000. Và cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nên là các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nhé. Trong trường hợp mà mọi người mua số lượng nhiều thì em sẽ bao ship cho các bác. Đây. Cứ 10 cốc. Trung bình một cốc như thế này thì nó cứ dao động khoảng tầm 2-3 thân nhé. Hàng này là hàng cây giống nên là mọi người lưu ý cho em này. Mà nói là nói chữ giống rồi thì nó không thể nào nó to được. Nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi. Về nhà các bác trồng, các bác chăm sóc thì nó mới to dần lên nhé. Đó. Cứ 2-3 thân cho một bụi như thế này. 10 cái cốc này là 150.000 này. Cây nó rất là khỏe nhá. Mà hàng hiện tại bây giờ thì có một số cây là nó đang có nụ. Một số ít thôi mọi người nhá. Một số ít là đang có nụ. Đây, còn cái dòng này nó là cái dòng Koki
lai nhạn các bác nhá. Này, đẹp chưa? Cây sinh đôi nhá, một chậu hai cây. Đều đều nhau. Đó. Cái dòng Koki lai nhạn này thì em chia sẻ đến các bác một combo hai chậu bao gồm 4 cây như thế này, có giá là 350.000. Hàng không bao ship nhá. Phí ship đồng giá 30.000 giúp em. Nhưng mà các bác mua số lượng nhiều thì sẽ được giá ưu đãi. Em cho mọi người xem cái mặt bông của nó này. Cái dòng này bông to tròn, mỏ hoa siêu thơm và cực kỳ bền mọi người nhá. Em phải nhấn mạnh là cái dòng Koki này nó thơm lắm. Đây. Em có chậu cây mẹ con hoặc là chậu anh em sinh đôi. Anh em sinh đôi thì hai cây đều nhau, còn cây mẹ con thì một cây lớn một cây bé nhá. Hàng đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Combo 2 chậu bao gồm 4 cây. Có giá là 350.000. Còn giá bán lẻ cho một chậu là 200.000 nhá. Đây ạ. Lẻ một chậu là 200.000. Còn các bác lấy combo 2 chậu như thế này là 350.000. Nghĩa là mọi người lấy 2 chậu là rẻ được hẳn 50.000 rồi đấy ạ. Giá cực kỳ ưu đãi nhá. Hàng nhà em là bao giờ em cũng trừ trực tiếp tiền vào sản phẩm cho các bác mua. Bao giờ người mua cũng được lợi nhá. Đây. Đẹp chưa? Em có chậu sinh đôi 2 cây đều nhau và chậu mẹ con nhá, một cây lớn một cây bé. Như thế này này. Đây, về bây giờ các bác treo lên. Hoặc là các bác có thể ghép vào một chậu mấy cây. Lúc hoa nó ra thì nó rực rỡ lắm. Đây. Đẹp vô cùng luôn. Các bác nhìn cho em cái bộ rễ này. Sợ chưa? Rễ nó phải dài đến hàng mét. Có những cái rễ nó dài đến hàng mét đấy ạ. Này, đẹp chưa? Nhìn như tóc tiên luôn. Cái dòng Vanda bánh tẻ hôm nay nhà em cập bến rất là nhiều nhá. Đây này mọi người ơi, yêu lắm. Cây siêu đẹp luôn này. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 2 chậu Vanda như thế này. Với giá là 250.000 2 chậu. Trong đó nó bao gồm 4 cây nhá. Nghĩa là tương đương một chậu nó sẽ có 2 cây đấy ạ. Này. Cái lô Vanda này thì em chỉ có duy nhất 4 màu thôi. Em sẽ cho mọi người xem cái màu thực tế của nó nhá. Màu thứ nhất này là màu cam này, đẹp chưa? Cam tươi nhá. Màu thứ hai nó là màu hồng. Xoay kỹ cho các bác luôn. Màu thứ ba này là màu xanh này. Và màu cuối cùng nó là màu tím blue. Đọc chưa? Toàn những màu đẹp thôi nhá. Vanda này thì các bác biết rồi, bông của nó cực kỳ to. Bông nó rất to và bền hoa nhá. Hoa thì một năm của nó, nếu như mà mọi người chăm sóc tốt thì là một năm nó sẽ cho ra từ 2 đến 3 đợt hoa. Đây. 250.000 một combo 2 chậu như thế này. Hàng em không bao ship nên các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nữa nhá. Nhưng mà trong trường hợp mọi người mua từ 10 chậu trở lên thì nó sẽ có giá ưu đãi hơn nhá. Đây. Và còn một cái điều lưu ý nữa. Nhiều bác mà các bác có đơn hàng rồi ạ, nghĩa là mọi người mua những cái sản phẩm khác rồi, các bác muốn mua thêm một chậu Vanda như thế này để sưu tầm thì giá của một chậu này em bán lẻ là 90.000 nhá. 90.000 cho một chậu hai cây như thế này. Nhưng mà trong trường hợp là các bác phải có đơn rồi, gộp đơn thì em mới bán lẻ, còn không thì em bán combo. Vì là các bác mua một cây như thế này này, tính ra em bán một cây cho các bác là em không có công, không có lãi. Mà bán hàng là phải có lãi mọi người nhá. Mà đóng một cây này đi nó mất công lắm ạ, còn phải làm thùng thiết các kiểu nữa. Nên là em sẽ bán cho các bác một combo 2 chậu bao gồm 4 cây là 250.000. Các bác muốn mua lẻ một cây thì là các bác phải có đơn hàng. Ví dụ như các bác mua đơn trâu hay là đơn hồ điệp gì đấy, các bác muốn gộp một cây vào thì em sẽ gộp cho mọi người. Giá bán lẻ một cây là 90.000 nhá. Đây. Tiếp theo đây nó là cái dòng cáo tím hoa hè nhá. Cáo này là cáo rừng nên là lá của nó chỉ được tương đối như thế này thôi các bác nhá. Đây, một chậu cáo ba thân như thế này này.
có giá là 250.000. Hàng thuần năm thứ tư thứ năm rồi về, bây giờ các bác chỉ việc treo lên như này tưới nước là chơi được nhá. Và hoa cáo này thì mùa hoa của nó sẽ nở bắt đầu từ tháng 4 nhá, từ tháng 4 dương lịch đến tầm tháng 6 tháng 7 dương lịch ạ. Đây, mọi người nhìn cái cây nó nhỏ vậy thôi nhưng mà cái vòi hoa của nó rất là dài nhá. Mặt bông này tím pha trắng nhá, nhưng mà màu chủ đạo của nó là màu tím ạ. Và cái dòng này thì bông của nó rất là dày. Một vòi hoa như này nó sẽ bao gồm 100 đến hơn 100 bông hoa li ti xếp lại nhá. Đây các bác nhìn này, đẹp lắm. Hàng rừng thì lá của nó chỉ được như thế này thôi các bác nhá. Đây này, tương đối như thế này thôi chứ nó không thể nào nó mướt mát được như cái hàng công nghiệp được. Đây. Và mọi người lưu ý giúp em một điều nữa là những cái màu vàng vàng lá đây này, vàng này nó là cái vàng được nắng nhá, chứ không phải là bị vàng bệnh đâu. Vàng này là vàng được nắng đấy ạ. Đây. Đó. Chậu của nó có 3 thân. 250.000 cho một chậu nhá. Đây này, có một số cái chậu này. Cuống hoa cũ này mọi người nhìn cho em này. Cuống hoa cũ nhá, nó rất là dài luôn. Trông cây nó nhỏ nhỏ gọn gọn này thôi nhưng mà cái cần hoa của nó phải được rơi vào tầm khoảng tầm 35 đến 40 cm đấy. Còn đây nó là cái giống lan thắt đốt hay còn gọi là chuỗi ngọc Điện Biên của nhà em nhá. Đây này, hàng đang sưng nụ rồi. Có một số thân là nó ra hoa sớm rồi, đang bật hẳn cái nụ lên nhá. Đây em đang có mặt bông bói này. Đẹp lắm mọi người ơi, cái dòng chuỗi ngọc này thơm vô cùng luôn. Một chậu chuỗi ngọc này thì hôm nay em sẽ báo đến các bác với cái giá là 190k nhá. Mầm gốc đang nảy rất là nhiều luôn này, mọi người nhìn cho em này. Cây nó rất là khỏe luôn. Đây, xanh mướt luôn nhá. Đây mọi người có nhìn thấy cái nụ này. Nụ nó đang bật lên rất là nhiều luôn nhá. Quay sát cho mọi người xem. Và cái hàng chuỗi ngọc này nó cũng là cái hàng lá nhựa. Rất là đẹp luôn này. Đẹp mắt vô cùng nhá. Đây, mọi người nhìn mầm gốc lên thích chưa? Hàng này về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc cái móc lên, các bác treo lên chơi được rồi. Em cho mọi người xem cái mặt bông của nó này. Đây này. Đây nhá. Dòng này bông rất là to luôn. Bông to, hương thơm này. Nói chung là chơi cái dòng thắt đốt này nó rất là hợp lý. Đẹp này, vừa đẹp này, vừa thơm này, mà giá cả rất là hợp lý nhá. 190.000 cho một chậu thôi. Một chậu của nó thì nó sẽ có thân nó đang bật nụ, có thân nó đang sưng nụ nhá, chứ không phải là 100% thân nào nó cũng đang bật hết nụ đâu ạ. Mọi người lưu ý giúp em. Đây còn trước mắt các bác, nó là cái lô sơn thủy tiên của nhà em nhá. Sơn thủy tiên này thì nó là cái lô sơn thủy tiên sổ số, nghĩa là nó sẽ có lẫn cả họng đen lẫn họng vàng ạ. Hàng hiện tại đang sưng nụ rồi nhá. Đó, hàng đẹp miên man luôn này các bác ơi. Chậu của nó cây rất là to luôn nhá. Đây, sơn thủy tiên này là sơn thủy tiên lá nhựa. Và hàng thì em bảo hành cho mọi người là sơn thủy tiên 100% chứ nó không phải là cái hàng hoàng lạp đâu nhá. Mặt bông của nó này, dòng này hoa cực kỳ thơm nhá. Cực kỳ thơm và bền hoa. Vì là cái sơn thủy tiên này nó thuộc dòng cánh sáp, cho nên là hoa của nó rất là bền luôn. Đây. Đây này. Đây là cái giò hoa nó nở thực tế tại nhà em luôn nhá. Đẹp lắm. Sơn thủy tiên này thì mùa hoa của nó là rơi vào khoảng tầm cuối tháng 4 đầu tháng 5. Hiện tại bây giờ là cây này nó đang sưng sưng cái vòi hoa rồi, đang sưng nụ rồi nhá. Đây mọi người nhìn này. Đây này, nó gồ hẳn lên rồi nhá. 230.000 cho một chậu như thế này. Yêu lắm.
Đây này, hôm nay em về cũng được hai size, một size cây cao và một size cây thấp. Thì bác nào mà lấy cái hàng cây cao ấy ạ, thì là chậu của nó sẽ có ít thân, còn chậu cây thấp thì nó sẽ nhiều thân như thế này nhá. Đây, cây thấp thì củ nó sẽ to hơn, nó nhiều thân hơn. Đó, cây cao thì củ nó sẽ nhỏ hơn một chút nhá. Này, củ nó nhỏ hơn này, và nó ít thân hơn cái hàng cây thấp kia. 230.000 một chậu nhá. Đây mọi người nhìn này, đẹp chưa, to dã man luôn nhá. Lá này, hàng lá nhựa này rất là đẹp luôn. Và có một số thân là nó ra hoa sớm ấy, là nó đã bật nụ lên như này rồi này. Còn lại gần như là toàn bộ nó đang sưng sưng thôi, đang sưng sưng cái mắt nụ thôi đây này. Đấy, gai hẳn lên luôn nhá.